Nó phải dài khoảng độ 100 mét mọi người ạ. Đấy đâu anh? Hả? Đấy 100 mét đâu? Kéo đến đấy. Tại vì một con là con lòng. Bây giờ làm sao để đo được mà nó không bị đứt nhỉ? À, nếu mà cứ cầm dài ra kiểu đấy là nó sẽ bị đứt nhá mọi người nhá. Đúng rồi. À, phải có một cái gì đấy đỡ nó lên ấy thì mới. Không anh ơi, em đứng từ trên tầng rồi. Cầm nó trúng không dần. Hả? Vẫn đứt. Vẫn nó đứt à? Nó trúng cái này nó nặng xuống này là nó sẽ đứt. À, làm thế nào nhỉ? Để mình suy nghĩ một tí là sẽ để xem cho mọi người xem nó dài đến mức như thế nào nhá. À, vì khi mà cầm như thế này nè, à, nó ngắn đấy, nó ngắn thì không sao, nó cái độ trũng của nó không bị nặng đấy, nó sẽ không đứt. Nhỉ? À, đâu có đoạn đầu nó đâu, để tao thử kéo thử xem nó dai không. Ừ, lòng ngon lắm. Từ đâu đoạn đầu nó đâu? Em không biết. Kéo thử xem dai em không? Vừa cầm mà. Đâu rồi? Nó lên nhà nó. Tại vì không là nó đứt mất, không giữ được nguyên. Không biết đất đầu nó đâu rồi ấy. Thấy chưa? Thử gì có đoạn đầu ở đây. Đây. Được. Mình phải kéo thử cho nó dài mà. Ôi. Thế này à, không dài đâu. Không thể kéo giữ ra được. Không thể trụ được. Ui dồi, anh ơi. Không, anh kiếm đâu bộ lọng ngon hết. Tí nữa quấn nướng. Quấn để xem có cái gì để cho mọi người xem được độ dài. Mình cũng muốn biết là cái độ dài của cái bộ lọng này nó đến bao nhiêu, thế nên là mình đang suy nghĩ là phải dùng cái gì đấy để kéo nó được ra đến đây. Không biết là ra lên đến nhà bà Tiền hàng xóm không nữa. Anh ơi, anh đi mua cái bàn xong rồi anh giải cứ gấp mà. Ai chơi đấy? Mọi người chơi trong giây lát nhé. Ôi trời. Suy nghĩ mãi thì bây giờ chỉ có cách là đo một đoạn xong rồi gấp nó lại thôi mọi người ạ. Chứ ấy. Đoạn đầu dưới à? Vâng. Có một cái đoạn đầu ở đâu đây này? Đoạn trên đâu? Em không biết. Đây. Đây đây. Đấy, nào, mày cầm. Ê. Em cầm. Mình sẽ lấy 1 mét trước nhá. 50 này. 1 mét. Rồi. Đo 1 mét đi. Mày đo 1 mét đi. Hay là mày cầm thước? Em cầm thước rồi. À. Đây nhá, đúng 1 mét đây nhá mọi người nhá. Rồi, 1 mét. Ê, 100 đây này. Đo em phát. Hả? Đo em phát. Mày á? 1 mét. Không, em hơn này. Mét 1. Dạ. Ủa. 1 mét. Gần 1 mét 2. Kiêng. À, bây giờ đo lấy cái 1 mét đã. Nào. Rồi, 1 mét. Đây, cầm lấy. Anh cho xít lại chưa? Xít rồi. Đâu, cái đoạn đầu đâu rồi? Thôi, em vừa cầm rồi. Đây. Cái này á, phải 100 mét liền. Rồi, im. Đo 1 mét chưa cả. Nào, cầm cao lên không chạm đất. Rồi. Dài quá rồi. Dài quá rồi. Im. Vẫn chưa được. Rồi. Ok, vẫn dài đi chú. Thôi được. Đây, đoạn này là sẽ 1 mét nha. Rồi, 2 mét này. Đấy, chuôn ra. 3 mét này. 3 mét. 4 mét. 5 mét. 6 mét. 5 mét. Mắc. Cái này nó lòng này nó bị mắc rồi. Đấy. 6 mét. Đấy. Gỡ rồi đấy. Gỡ lỏng. À, 6 mét rồi. Rách lỏng luôn đấy. Mình dự đoán nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30 mét. 7 mét. 8 mét. Cho nó hay mắc kìa. À, thôi kệ, đoạn đấy tính 30 phân. À, thôi được. 9 mét. 10 mét. Mắc lỏng. À, không biết là có bị đứt không? Chắc không. 11 mét. 12 mét. Ôi. 12 mét đứt rồi. 1/3 được 12 mét thì nó sẽ rơi vào khoảng. Nó phải tút thế nào lại đứt. Chỗ này nữa khoảng tầm 36 đến 40 mét gì đấy. 50 mét. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến một cách đặc biệt với cái món lọc bò này. Cái món này á, phải đâm vào siêu cây ăn mới tên.
cảm thấy hấp dẫn như thế. Kích thích đấy. Nhìn như kiểu là sốt ra nói anh à. Nói ít thôi. Đây, sử dụng cái này. Đấy. Rồi. Không, bây giờ nhá. Đưa lấy một cái loại cái tăm ra. À, hôm nay anh em mình sẽ quấn vào cái cây mía. Mọi người biết mía nướng ngon thế nào không? Phì vết. Đấy. Nhớ lùi. Hôm nay vừa mía vừa lòng luôn nhá. Nóng mía. À, không biết cháu ăn cây mía có ngon không nhỉ? Chắc là ngon đấy. Màu như kiểu là kim chi vậy nhỉ. Tăm thế nào đấy. Đấy, à. Đấy. Đấy lại còn đắng à. Ây da. Mày chơi em mới phát hiện anh có cái tài năng vậy. Là gì? Lấy tăm để đóng à? Đấy. Chắc như đinh ấy. Chắc như đinh đóng cột luôn. À, cứ đóng nó xuống để nó giữ. Đấy. À, mày nhìn này, đấy, quay, thấy chưa? Quay vòng. Đấy, quay đây. Đấy. Đấy, bắt đầu ngon đấy nhỉ. Ui, sao chín lớn này nó mới chín đều anh ạ. Ừ. Ngọt luôn đấy. Đáng nhẽ không cần phải cho gia vị đâu. Riêng là chẳng cho gia vị. Xem ăn vị nó như thế nào, xem nó ngọt như nào. Này thì phải đến 5 cây mới hết mất. Từ từ. Rồi, tiếp tục. Vừa cái lòng chảy rồi. À cái gì nhỉ? Cái hố rồi. Vừa hố rồi à? Vâng. Đây lại phải cắt ra thôi mọi người ạ. Không giữ được nó dài. Thì anh em mình cứ đứng thử nghiệm nè. Còn thử nghiệm nữa. Vâng. Nếu tất luôn. Ghim nó vào. Đã làm là phải. Trong ghim vài chỗ vào. Nó mới cố định được. Cái gì để tài chỗ? Cẩn thận luôn. Nice. Đó, nhìn ra phát ở giữa nhá. Vâng. Đấy. Mọi người thấy chưa nào? Đưa luôn vào đấy thử xem nào. Nào. Từ từ. Vừa khít. Đẹp đấy. À. Một cây. Đặt đây. Đấy, tiếp tục. Ba khúc mía mà được có 1/3 bộ lòng rồi mọi người ạ. Lòng hôm nay mình quá nhiều luôn. Không hết. Mình anh em mình quyết định là chơi 3 khúc. Còn đâu để lại nướng xào. Nướng lại còn xào. Xào. Để lại tối xào ăn gồm. Ui. Ngon. Không biết món nào ngon hơn nhỉ. Dùng tay ấy. Không có rượu buồn nôn à. Dính mấu. Ok. À, ui. Như kiểu nướng rồi vậy nhỉ. Đấy. Đấy. Hơi bị hấp dẫn đấy. Được đấy mọi người ạ. Định nướng hết nhưng mà thiếu mất mía. Với lại nướng hết anh em mình cũng không ăn hết. Chín chưa mất đây? Dạ. Chín chưa? Chín rồi anh ạ. Ây da, đây. Chính là nó lại xịt nước. Mọi người trông thấy giống món gì không? Ây da. Như kiểu thịt nướng của đám cưới ấy nhỉ? Vâng. À đâu, giống món dồi. Dồi hơn. Dồi quấn nướng. Đây là những cái này, nó căng quá nó lại xịt nước nghe. Anh ơi nhìn này, chuẩn bị xịt đấy. Ây da. Chín rồi mọi người ạ.
mọi người. Đây, đó, đó, cầm lấy, cầm lấy. Cầm lấy. Ui, phê luôn. Rồi anh em mình sẽ đi thưởng thức. Ui, có nước. Thưởng thức món dồi chó. À, chà chà. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Lâu lắm anh em mình mới lên máy tôn thưởng thức đây mọi người ạ. Thấy chưa? Đây, một xoay một vòng cơ bản. Đấy, đấy. Long kiếm nhật. Đấy, nào. Ngon chưa? Cà phê. Ui. Thôi, mời mọi người nhá. À, mày em chơi tham đấy. Mày một xiên, tham một xiên. Thích em xiên ngắn không? Xiên nào cả được. Nhưng khối cầm nó dài. Đấy, mày cầm được. À, đây. Mỗi người một nửa. Chuẩn luôn. Thôi. Mỗi người một đầu. Đấy, cắt cơn, cắt cơn. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ai sợ. Dài thế. À, đây là luôn với đấy. Nó ngọt lắm mọi người. Ngọt ngọt. Nhưng mà cái lòng này nó dai quá. Mày biết sao không? Không. Đầu của tao chưa chín. Tao chưa cảm nhận được cái gì. Em tâm cái đầu này rồi. Đây, cho mày đầu đấy, tao ăn cái khác. Và mình thấy khá là thơm, thơm đấy. Đây, mày gác lên đấy mà tự thưởng thức một mình. Còn tao sẽ thưởng thức bên này. Đấy. À, căn bản là anh em mình nhóm bếp hơi muộn, chỉ sợ tối mất. Nên là phải gấp rút. Thế nên là có chỗ nó chưa chín hẳn nhé. Ở trong hả? À, như cái này này, ngon chưa? Mình rửa sạch rồi nha, nhưng mà vẫn phải để chưa một tí gọi là cái trắng trắng ấy nhỉ, trắng trắng ấy gọi là bột bột ấy, gọi người ta gọi là cái bột trong cái phèo ấy ngon. Tuyệt vời. Number one. Cái mía này anh em phải nướng thêm một tí nữa thì ngọt hơn anh nhỉ. Ngon mềm thấm. Cái lòng này nó dai, nó rất là ngon nha mọi người nhé. Ai, ụt quỳ. Quỳ thiếu gì đâu. Bia. Cho anh đi đi. Tao đi mày cũng không ăn hết chỗ này. Nhưng mà đang ăn ngon không. Không muốn đấy. Chúng mà anh nhìn tay em đi cái gì. À, không lên đi à. Ấy. À, chà chà. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Ngon nhỉ. Ui, mía khả năng cũng ngon đấy. Mía béo. Đấy. Thơm lừng đấy anh nhỉ. Ấy, sao nó biệt thiệt lẹt thế này nhỉ? Thì anh cuốn vào đây nhỉ? Nó chả biệt à. Đấy, chơi hẳn miếng to. Ấy chà. Hôm nay anh em mình cuốn miếng thịt lợn vào đấy. Hả? Cuốn một tả cắt kiểu thịt lợn chéo à. Thịt lợn là gì? Cắt xong rồi cuốn vào đây chén. Dài. Thịt lợn rửa đắt lắm. Ê, mua thịt bò. Thịt lợn rẻ bây giờ chỉ có trên tivi thôi. Em chỉ ăn lòng lợn. Lòng lợn đắt đấy, lòng lợn nó đắt đấy, mọi người nào. Lòng lợn như thế nào. Chế 300.000 một cân. Lòng già, à lòng là gì nhỉ? Đầu lòng xe điếu á, ui, đắt hơn thịt nhiều. Cái đấy gì chả đắt. Anh ơi, order tan bon ngon hảo hạng á. Ta phải bỏ ra ta thử một miếng mía đã. Mát nhờ. Nên là buổi chiều rất là mát. Buổi chiều mát lắm mọi người. Bọc. Cái gì ở đây cũng đấy. Nếu mà gió mà lạnh ở đây trên này lạnh nhất à. Nếu mà đang trưa mà nóng ở trên này nóng nhất. Nếu mà so với độ mát buổi chiều trên này nhanh mát nhất à. Mình sẽ thử một miếng mía à, nóng lại trên này phê nhất.
mía này thì mía nướng thì cái màu của nó sẽ sẽ thấm đi nhá. Ui ngọt thế, ngọt thường lắm. Mọi người ăn mía nướng bao giờ chưa? Cho em cũng không. Cho em cũng không. Vậy cái này thì nướng cái gì? Khôn rách. Đó. Hốt à? Này anh à? Anh chơi cái con dao anh chắc chắc thì ai chẳng hốt. Ai bây giờ mình tước à? Ngọt lắm. Ngày xưa lúc trẻ con lại toàn hay ăn mía nướng, mía nướng mía đốt á. Mùa đông ấy nhỉ? Mùa đông ấy. Mùa đông. Má để năm ngoái cho ăn mía nướng này khoái. Ừ dặm ơi. Thật sự là ngọt lịm luôn. Nướng đi nhiều nước hơn. Nướng này nó kiểu như nó tụt nước ấy. Nó quắt quắt lại cái đường nó cô lại. Ăn phải ăn mía lòng mới được. Làm miếng mía kẹp miếng lòng. Đấy. Không nhất ăn miếng nướng ngon mà nhỉ.